Em cuộc sống thực tế xin chào tất cả anh em nha. Cũng mười mấy ngày không lên video chia sẻ anh em ha. Hôm nay còn một ít phụ tùng thôi nha, em cũng xả để anh em cần xài gì anh em alo cho em ha, rồi không để mất thời gian của anh em nữa. Mình sẽ quay chi tiết anh em được, anh em cứ alo cho em nha. Dưới màn hình có số điện thoại á, anh em cứ alo cho em. Đây anh em thì con này em cũng chia sẻ rồi nè anh em. Em đang chờ giấy tờ để về bấm số nha anh em. Xe này em để em chơi rồi nha anh em. Chia sẻ anh em xem vui thôi ha. Xe này là chỉ có lai đúng cây cặp phụ sau thôi nha anh em. Còn lại là nguyên zin. Ở đây em có hai cái đầu đèn đĩa. Một cái xanh ngọc, cái xanh nhớt nha. Đây. Hàng này hàng mới nha anh em. Còn một cái như vậy em bán 400 ngàn nha. Đó. Mấy cái này thì nó không có lỗi gì nha. Hàng mới thì anh em cứ yên tâm. Quan trọng giá cả thôi, chứ không lỗi gì hết nha anh em. Bao đẹp. Ở đây thì em còn cái cùi dế quay ZX, quay Thái, quay ZX với full trừ 1. Thì một cái vậy em bán 350 ngàn một cái nha anh em. Đây còn cái cụ đề. Cái cụ đề này là của Wenfa Supreme rồi đó anh em. Đó, cụ này mới chét à, anh em về xài luôn ha. Cụ này giao lưu với anh em 280 ha. 280 ngàn, bao đầy nhẹ luôn. Đây vỏ đầu. Vỏ đầu này xúc bắp đồ là zin hết nha anh em, không lỗi nha. Đầu ET-1 đó, không lỗi. Vỏ đầu này em bán 700 nha anh em, vỏ đầu đó em bán 700. Còn này bộ ba lốc nè, anh em nào lấy bộ ba lốc alo cho em ha. Lốc nồi, lốc của lăng, lốc đùi cá. Còn mấy bộ lửa nè, xả anh em luôn nha. Mấy bộ lửa ha, bộ lửa quay Thái 110 triệu 3 bộ nha anh em. Bao đẹp nha, 7 màu này còn một bịch nè. Trong bịch đó còn bộ. Đây xe này thì bán rồi nha. Còn cục máy anh em. Đây cục máy anh em nào chơi thì alo cho em nha. Máy 99, bình xăng là còn ok hết nha, chưa vệ sinh. Máy là bao anh em là cực im luôn, cực kỳ im. Cốc tải đâu là còn chuẩn ha. Đó. Ở đây em còn bộ nồi ha. Bộ nồi anh em coi nè. Đó. Cái nhông nha, cái nhông còn rất là đẹp ha. Bộ nồi này là bố còn zin 107 nè anh em. Đó, anh em thấy không? Đúng 99 nha. Bố sao zin nha. Đó. AB GN8 107 FT đồ nè. Đó anh em thấy không? Đó, còn cái bố chung chết chung trên nè. Thì cái nồi này cái chung trên người ta có hai bố rồi nha anh em. Đây. Đó hai rồi nha. Đó hai bố rồi. Hai bố mới rồi, chuông có vớt nhẹ rồi nha. Đó, bộ này giao lưu với anh em 700. ngàn bộ này nha anh em. Anh em nhìn cái nhông là biết rồi, bộ này không có hú luôn nha anh em. Ở đây em còn một cây bô đời 2000, nước xi cực đẹp luôn mà nó lủng nha anh em. Em hiểu sao nó lủng này, một lỗ hai lỗ nè, đen lỗ nó ba lỗ, nhưng tiếng zin còn căng nha anh em. Đó, ở mặt trong không lủng mà lủng mặt ngoài mới đau á. Bô còn đẹp quá trời luôn, không hiểu sao mặt tiền lủng nè. Này chắc bị gì á anh em ơi. Quay rách bô cho anh em coi ha. Cây này đời 2000.
đó, cẩu còn tối nay bị thai đó. Cây này anh em về hàng, anh em về anh em xi lên anh em xài ha, 500 ngàn nha. Đó, cái bồn nước xi quá trời đẹp luôn, 5 xị đó, anh em về anh em xi. Còn mấy cặp gắt chân nè anh em, mấy cặp gắt chân này giao lưu với anh em 80 ngàn cặp đó, chân ngắn nè 80 ngàn cặp xả luôn. Đây bình phu chờ neo đó, đây một đống bình phu neo nè anh em coi nè, một bình neo nè, hai bình neo nè, bình neo đẹp nha, mấy bình này đẹp nha, xuất sắc luôn nha anh em. Zin trên xe rớt xuống, em giao lưu với anh em 750 một bình, bình Supreme, Supreme mấy bình đẹp anh em về anh em chơi ấy, thì 350 một bình đó, 250 một bình em hết rồi anh em, giờ còn bình đẹp xuất sắc không à đó, mấy bình 250 280 hết rồi, còn về bình từ 300 mấy không anh em, 300 mấy 400 ngàn bình đẹp không nha. Đó, xuất sắc luôn đó, anh em về anh em gắn lên anh em đi. Đây anh em còn đây là còn bộ nồi quay thái 100 đó, bộ nồi này bộ nồi cọp nha anh em để trên đây nè lâu rồi, đây nhông đây anh em khỏi phê bàn, bộ nồi này bao hú bố cực đẹp luôn đó, đó anh em thấy không, bố nó cực đẹp. Đây chuông đây chưa vớt sóng nhẹ đó, anh em thấy không, bộ này anh em nào chơi để xả cho anh em luôn, bộ này lúc trước em vốn em 3,5 triệu nè, giờ để anh em lại 2,8 triệu luôn, xả luôn vốn 3,5 triệu luôn, lỗ luôn. Còn đây đầu lòng của nó luôn nè anh em, quay hái 100 Estanda, bộ này xuất sắc luôn, giao lưu với anh em bộ này 3 triệu, bữa em lấy cái bộ này cũng 3 triệu mấy nè anh em. Đó. Giao lưu anh em bộ này 3 triệu Estanda. Còn đây là cây dên, dên mấy cái dên này dên gắn lên đi luôn nha anh em, 1,5 triệu một cây. Đây nè, cốt đầu anh em coi nè, cực đẹp luôn ha, 1,5 triệu một cây EIC quy thái 110 đó, bao đẹp. Cục này 550 bớt anh em 50 đi còn 500. Còn đây đây chơi 9.2 diêm lùng 99 combo nè anh em, đây còn bộ combo nè, mua bình sườn MD luôn, bộ này anh em nào chơi kết hợp từ xe dinh xe độ nha, em còn duy nhất đúng một bộ luôn á nha anh em, anh em nào biết chơi xe thì gắn bộ này vô tiết kiệm xăng, thứ nhất thứ hai garanti nhuyễn ha, đi nhẹ xe, anh em nào chơi bộ này là gì cũng đã biết ha. Đó, anh em nào chơi thì cứ alo cho em nha. Còn cái yên nha, cái yên giao lưu với anh em nè. Đây. Cái yên đời 99 ha. Cuối 99 đầu 2000 nha anh em. Đó, cái yên mod zin. Da yên đẹp. Đó. Chưa bị lúng. Đó, anh em thấy không? Chưa bị lúng. À, cái này giao lưu với anh em 400. 400 ngàn. Đó, còn này đi một đống nè. Thì còn mấy cái mặt nạ Huy Thái hồi xưa tồn anh em. Đây, mấy cái này tồn nữa anh em. Đây đát đây. Đát là 2000. Một cái như vậy em bán 450 ha, còn đúng hai cái vậy anh em 450 một cái. Ở dần áo em còn đóng dần áo nè, anh em nào xài cứ alo cho em nha, em lấy phụ đề ha, phụ còn mấy cặp, một cặp hai cặp ba cặp bốn cặp, còn bốn cặp phục nha anh em, bốn cặp phục đẻ của phu trời với ZX, anh em xài thì cứ alo cho em,
Một cặp như vậy anh em về anh em sơn lại ha. Em giao lưu với anh em từ 350 đến 450 một cặp nha. Tùy theo đi đẹp xấu nha anh em. Một đống dên trong này cũng có sắt dên nữa anh em. Anh em nào xài sắt dên hai cái máy dên anh em về rút tay là đi gắn cho đầu lồng Supreme hoặc quen pha thì một cây dên em bán sát cho anh em 800 ngàn một cây nha. Đó, 800 một cây. Còn ở đây em có một bình 125 e điện lên ga là nổ. Anh em về anh em bắt nha, còn bao tử đầy đủ hết luôn, nguyên bộ cum lê đó luôn nha, cháy ga kim đốt bao đẹp ha. Đó, full combo, combo này em để 1,2 triệu nha, từ co bộ e bình xăng 1,2 triệu. Em đã nói chung là em đã vệ sinh sạch sẽ và canh chỉnh ngọt ngào ok chuẩn hết nha anh em. Đó, anh em về anh em gắn lên là anh em chỉ có đi thôi. Đó, cái bộ này nè, này nó có một bộ duy nhất nha anh em còn một bình duy nhất thôi, bình rất là đẹp nha anh em. Cái bình này rất là đẹp nha anh em. Này, cái mã số của nó là F21, chung mà cháy ga kim đốt chuẩn anh em ơi. Bình này em vệ sinh từ trong ra ngoài đẹp lắm, anh em về gắn lên là đi thôi, về cứ gắn lên đi thôi. Full bộ luôn bộ e 1,2 triệu. Còn đóng bình xăng em xả hết luôn nha anh em. Đây thì em còn một bộ số phun trừ một đây, phun trừ một bộ này em bán 300 nha anh em. Nhông đồ này kia là các kiểu còn đẹp nha. Đây cái co này cũng ghim thái ha, co này là 120 nghìn một cái. Giao lưu anh em 100 thôi. Đó. Còn đây còn cái dầu đạp. Dầu đạp đẹp nha anh em. Nước xi còn khá đẹp nè. Cái dầu đạp này giao lưu với anh em 80 ngàn nha. Nó nước xi đẹp nè, 80 ngàn ghê không? Dầu đạp zin đàng hoàng nha, không phải lô đâu nha anh em. Đó, 80 ngàn. Chơi là quăng vô này còn cây nữa nè. Đó, cây này nó hơi xấu xíu đó, một cặp anh em nào lấy một cặp tôi để 100 ngàn luôn á, hai cây 100k đó. Cây này nó có lỗi nha anh em. Đó, cây này đó, hai cây này em bán chung nè, hai cây này bên đây không có lỗi nè, hai cây này 100 ngàn, còn anh em lấy lẻ thì 80 ngàn. Ngoài kia có mấy cái lốc nè, đây lốc lốc này đẹp nha anh em. Đó, lốc đẹp A B KF là trừ một. Thì cái lốc này giao lưu với anh em 450 nè, xả luôn, nó có lỗi này xíu nha anh em. Đó, nhưng anh em xài bình thường nha. Đó, nó bị đây người ta hạn đây nè, nghe thấy rõ không? Đó, nhưng anh em bắt vô anh em xài bình thường. Tại này trên xe đang rớt xuống đang xài, người ta đang xài mà nó lỗi như vậy đó, em bán rẻ anh em. Tại lốc này giờ nếu ở ngoài anh em mua cũng tầm khoảng 1,2 triệu 1,3 triệu một cái luôn, cái mớ bơm này đàng hoàng nha. Nó người ta lỗi ta hàng nè, qua tới bên đây xài bình thường ha anh em, thấy không? 450 cái lốc này anh em về gắn vô quay Trung Quốc nghe này kia đều xài bình thường. Cái gì vậy, xe độ vô xe đò xe nó dày mà xe độ bình thường. Đó, còn cái lốc số ha, này có hai con ốc bắc mua anh em nào xài thì cứ alo cho anh em ha. Hai con ốc này giao lưu với anh em 50 ngàn. Với ốc mặt nạ anh em nào xài ốc mặt nạ ba con đẹp giống gì nè, lớn ốc này xíu cũng 50 ngàn. À, để lấy cho anh em coi ha. Mấy ống sằng, ống hơi. Rồi, video tối nay em xin kết thúc nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em nha.